mà dai lắm. Anh Quỳnh chăm chỉ thế, ai dạ. Chồng mà. Chồng mà. Anh Quỳnh vừa đẹp trai lại còn gì đấy? Đảm đang, ai dạ. Anh Quỳnh ơi, gì đây? Em yêu anh à? Đọc anh đọc to cho em nha. Đọc to mà hài quá. Biết là yêu rồi nhưng mà đọc nhỏ thôi. Để tránh tim, tránh tình trạng là tim sẽ ảm bình. Tim em rung động. Anh Quỳnh ơi, hôm nay ăn được mấy bát cơm? Hai bát. Có bốn bát bò. Bốn bát. Anh Quỳnh ơi, hôm nay ăn được mấy bát cơm? Hai bát. Anh khen cho làm sao làm tiếp. Đây là thằng nào ăn nhiều là thằng ấy phải dựa. Đi ngủ bớt đi trời. Sợ bát thật. Anh Quỳnh ơi, vì sao anh rửa bát? Mà lại bắt đầu đọc comment viết ra đây ở đây này. Anh đọc comment mà lại viết ra đây mà có anh nhìn thấy rõ luôn mà xem họ rộng từ chân nè anh Quỳnh ơi vì sao anh rửa bát mà lại không tráng à? Tráng đâu đây đang bị tráng. Anh Quỳnh cao 1m2 không? Mét bảy đấy. Em nói anh cũng đi. Em đang ở bên đây đấy. Chẳng qua là anh quay cũng điện thoại xuống. Anh Quỳnh ơi, yêu anh em không? Có, à không? Tại sao mình chỉ công như đây có ăn công? Đây này, bên này comment là anh Đạt ơi ăn nhanh lên để cho anh Quỳnh rửa bát đây này. Đúng rồi. Đang ăn quay cái gì mà quay. Người thường biết này, em mà đã ăn, em mà ăn lên đấy em quay. Trừ những lúc mà vui tính thôi, mà những lúc không vui tính thì sẽ không quay. Em chào anh Hoàng tóc dài nhá. Anh Quỳnh ơi, mặt anh đâu rồi? Đây. Anh Quỳnh cười đẹp trai quá. Anh đây là number one thì team top 1 đã top 1 rồi mà còn number 1 chán ghê á. Đã top 1 cũng đẹp trai thì còn ai đẹp trai nữa qua đây đúng không chị? Ờ thế ờ cá cho vui đó. Chầm chua đi xin đi kìa. Anh ăn đi. Đi xin đi chầm chua kìa. Thế thì bữa hết đi. Anh Quỳnh ơi. Đi đây. Viết khó đọc thế. Anh Quỳnh ơi quần không đít. Anh Quỳnh ơi, quần này mặc mấy ngày rồi? Mua cứ một ngày em mặc đâu. Anh Quỳnh đẹp trai quá. Đấy, nhưng không bằng anh Thức. Yeah. Đây là comment tôi đọc rồi. Okay. Đây là anh Quỳnh. Em chào anh Thiên. Ông đi ngủ đi, 1 giờ ông đi ngủ đi, ông mò vào đây làm gì hả ông Vũ Thiên ơi? Đi ngủ đi. Vào kiếm người yêu. Ừ đấy.
Thiên anh chưa người yêu đâu mọi người ạ. Bảo kiếm người yêu. Anh Thiên lần này chỉ có đi kiếm người yêu thôi. Anh Hoàng anh chưa người yêu đâu nhá. Nhưng mà nói nhỏ ông vợ anh của anh ấy. Em cảm ơn anh. Hoàng tóc dài. Và tên đi vào ngân hàng. Anh Quỳnh ơi, rửa cho sạch vào. Chị hết đây, chị đi la. Chị thả cảm khoai sư là. Quỳnh rửa bát kiểu chống chế. Ra đi la ăn cơm. Chị thả cảm khoai sư sư. Có. Nị sư sư mỏ, nị sư sư mỏ bị hết. Ủa sao thì treo tha cảng khoai sư, treo dơ nã hoa, treo tha cảng khoai sư, kỳ thay suy suy treo, thay quả lợ. Hey, through him. Dad. Dad. Mình đang... Hello. Ăn cơm. Dad. Hey. Ăn cơm. Ăn cơm chưa bảo? Đang ăn cơm. Ăn ngân lớp. Ăn cơm chưa bảo? Ăn đang, Đạt đang ăn. Ồ. Ăn ngân lớp. Đang ăn cơm. Ăn ngân đi ngủ. Ngủ Đạt. Ngân đi. Ngủ dạ. Cái nốt nhạc này là cái gì nhỉ? Cô có yêu ngàn đời. Bermangan, bermangan kayak turu. Con nhà bằng mất thời gian đi chăm chỉ rồi này. Dad, Dad, finish your food. Hello. Go sleep. Huh? Sleep. Ăn cơm, thì ngủ. Ăn nhanh đi ngủ. Ăn nhanh. Ừ, ăn cơm nhanh đi ngủ. Ăn cơm nhanh thì ngủ. Quỳnh rửa xong rồi à? Quỳnh ơi Quỳnh, nếu bây giờ em quanh được một cốc nước đá thì... Nói luôn là em lấy hộ anh cốc nước đá. Em sao mà có điều, có một cái gì nhỉ, phép thần kỳ nào đấy à? Mà kia, mệt mỏi. Đau đớn gục ngã cái nhà này. Đây, cột, bỏ đi. Hai, em chỉ muốn tốt. Acid, đi ngủ, acid, đi ngủ. Acid to the deep, đi ngủ. Acid đi ngủ. Tính là acid canh lai thôi, thì cái acid canh lai từ lúc mà anh Đạt bật lai tới giờ lên mấy tiếng rồi. Đúng rồi đó. Trời ơi. Đúng là fan cứng của khách. Ha ha ha.
acid hen 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 eh Ben acid to the deep dingu nha. Kêu bé hơn làm gì? Kêu acid thì kêu acid thì kêu bé hơn nữa làm gì? Nó bị hàn. Gì cũng bé hơn, bé hơn, bé hơn. Chửi acid cũng kêu bé hơn. Mệt ghê. Acid ngủ sớm chị Mila thương. Mila đi ngủ rồi à? Đâu có đâu, Mila thức nú. Trời ơi, anh đẹp mà like cả đêm, mấy bài này cũng thức được tới cả đêm luôn ấy. Có em chịu không nổi, em còn ngủ. Để đi ngủ đi. Mila cũng thức. Mấy tu luôn thì chuyện này đấy. Ôi trời ơi. Anh lâu thế hử? Chị Ngân đi ngủ. Chị đi ngủ đi chị Ngân. Chị Ngân đợi anh Đạt đi ngủ cho em mới ngủ. Đi ngủ. Anh đang ăn mọi người. Anh đang ăn cái nào không có cam. Đừng đang hát kìa. À, như Bảo vào Hải Phòng mới sáng. Bài thuộc bài không? Mưa hết chị. Bài thuộc bài gì? Ờ Bảo. Bảo à? Ờ. Ở đây. Bên em nóng ơi. Ở chỗ chị cũng nóng lắm. Đây đây anh đã mất em rồi. Thấy bán Hà Nội mưa to mà bán to lắm. Nên là gì đó chị Nhân bảo là bảo to may mái rồi đây này. May mái quá chưa nơi cùng xa ấy. Đùa ấy. Nó kiểu bị lúc đầu ăn nó đang vào mồm nên là lúc sau đợi thì nó bị no mất. Đi ngủ nha mọi người. Okay. Mọi người đi ngủ nha. Yeah. Okay, okay. Ok. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Chúc anh ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc Đạt ngủ ngon. Bye bye. 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 Ngon, hẹn gặp lại.